Công an Nghệ An vừa phá thành công chuyên án bắt giữ 3 đối tượng cùng trú tại thành phố Vinh trong ổ nhóm làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức với số lượng lớn gồm Thái Thanh Minh, sinh năm 1963, Hồ Văn Hòa, sinh năm 1970 và Nguyễn Hồng Lĩnh, sinh năm 1970. Để phục vụ cho việc làm giả các loại dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, Minh đã mua máy tính, máy in màu, sau đó tải hàng loạt giấy tờ bằng con dấu của cơ quan tổ chức và sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa để chỉnh sửa, in màu theo đúng yêu cầu của người có nhu cầu đặt làm giả. Để tránh bị phát hiện, Minh không trực tiếp nhận làm giả khâu dấu tài liệu từ người có nhu cầu mà điều qua khâu trung gian Hồ Văn Hòa và Nguyễn Hồng Lĩnh. Cơ quan công an đã thu và tạm giữ tăng vật, một bộ máy vi tính, hai máy in, 36 tem bảy màu có khắc logo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và nhiều bằng đại học, cao đẳng, giấy xác dựng, tem kiểm định được làm giả cùng hàng trăm phô giấy khai sinh đăng ký kết hôn và nhiều giấy tờ được làm giả khác của các cơ quan tổ chức